Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Dàn tên lửa uy lực xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng ở Nga. Ngày 9 tháng 5, hàng nghìn binh sĩ Nga tham gia duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Hơn 9.000 quân nhân từ các quân chủng khác nhau tham gia cuộc duyệt binh, bao gồm những người đã từng chiến đấu trên chiến trường trong cuộc xung đột Ukraine. Hơn 70 phương tiện quân sự tham gia cuộc duyệt binh, dẫn đầu là xe tăng T-34 biểu tượng. Ngoài ra góp mặt vào dàn vũ khí uy lực khủng, còn có tên lửa đạn đạo Iskander-M, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JAS. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không di động SAM do Nga thiết kế, có khả năng tấn công máy bay, UAV và tên lửa hành trình, đồng thời có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối. Nga bắt đầu phát triển S-400 từ năm 1993 là sản phẩm của tập đoàn Almaz Antey, là hệ thống tên lửa S-400 được biên chế từ tháng 4 năm 2007 và lần đầu tiên triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Trang bị loạt tên lửa 48N6, S-400 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 250 km và các hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trên một phạm vi rộng với bán kính 60 km. S-400 được tích hợp radar, đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển. Nó có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp. Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm thấp và mục tiêu cố định của đối phương trong phạm vi lên tới 500 km như bệ phóng tên lửa, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo binh tầm xa, máy bay và trực thăng tại sân bay, sở chỉ huy và các trung tâm thông tin liên lạc. Đây là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh. Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Từ năm 2006, tên lửa Iskander được trang bị trong quân đội Nga. Trong cuộc xung đột Ukraine, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật mới bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và gây ra nhiều thương vong hơn cho phía Ukraine. JA thuộc kho vũ khí của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. JA có thể được phóng từ bệ di động. Tên lửa này là phiên bản nâng cấp của Topol-M. Nga bắt đầu triển khai hệ thống ICBM JAS vào năm 2009. Hiện có khoảng 150 tên lửa JA đã được trang bị cho 8 sư đoàn. Tên lửa này có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách hơn 11.000 km và có thể vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Những lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng ở Nga. Trong khuôn khổ kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai, vào ngày 9 tháng 5 năm nay, Nga tổ chức cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ. Theo thông tin từ báo tin tức, khách mời danh dự của cuộc duyệt binh năm nay bao gồm các nhà lãnh đạo từ những nước Cộng hòa hậu Xô Viết và một số quốc gia khác. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng đã bắt đầu trên quảng trường đỏ ở Moscow vào ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày chiến thắng được tổ chức hàng năm kể từ năm 1945 là một trong những sự kiện quan trọng và được tổ chức rộng rãi nhất ở Nga, với các cuộc diễu hành, bắn pháo hoa và hòa nhạc diễn ra trên toàn quốc. Khách mời danh dự của cuộc diễu binh năm nay bao gồm các nhà lãnh đạo từ những nước Cộng hòa hậu Xô Viết như Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Kadi Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Ramon, Tổng thống Turkmenistan Seda Berdimuhamedov, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Lễ kỷ niệm cũng có sự tham dự của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisoulith và Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoko Embalo cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà lãnh đạo trên cũng sẽ tham dự lễ đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Khi được hỏi liệu đại sứ của các nước không thân thiện có được mời tham dự lễ duyệt binh ngày chiến thắng hay không, bà Zakharova trả lời, không, các quốc gia đó không được mời tham gia cuộc duyệt binh trong năm thứ ba liên tiếp. Họ đã không được mời kể từ năm 2022 vì chế độ ở các quốc gia này đang theo đuổi một chính sách không thân thiện với Nga. Bà Zakharova cho biết các tổ chức cựu chiến binh ở các quốc gia không thân thiện không bị ảnh hưởng bởi quyết định không mời quan chức. Nga duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng phát xít. Theo hãng tin RIA Novosti, lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow.
khoảng 14 giờ Việt Nam. Trên quảng trường đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ và có bài phát biểu như mọi năm. Ria Novosti cho biết lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SID gồm Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan cũng như Cuba, Lào và Guinea-Bissau sẽ tham dự lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có đại diện của nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó sẽ có khoảng 6.800 khách được mời tham dự lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ. Theo truyền thống hàng năm, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu đặc biệt 8 phút trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn đáng kể so với mọi năm. Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, lễ duyệt binh bắt đầu khi đội tiểu binh giành dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ chiến thắng của Sư đoàn Bộ binh 150 Idris Kaza tiến vào quảng trường đỏ. Chủ trì lễ duyệt binh sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh các lực lượng lục quân Nga, Đại tướng Oleg Saliukov. Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít trên quảng trường đỏ dự kiến sẽ kéo dài 2 giờ. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cùng các nhà lãnh đạo quốc tế sẽ tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Các khí tài tham gia duyệt binh sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái, với sự tham gia của các hệ xe bọc thép Tích và Typhoon U, hệ thống phòng không tầm xa S-400, xe bọc thép chở quân, BTR-82A, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động JAS và xe thiết giáp chở quân Boomerang. Năm nay, đại diện của không quân Nga sẽ là các phi đội máy bay chiến đấu cơ Su-27, MiG-29 và Su-25. Theo truyền thống, các lực lượng diễu binh được chia thành các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội, theo chủng loại và quân chủng. Các đoàn xe quân sự, xe tăng, xe bọc thép, xe tự hành, các loại vũ khí mới và hiện đại nối tiếp đoàn diễu binh. Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin dự trên khán đài cùng với các vị khách quý là các cựu chiến binh của Nga và các nước lân cận, đại diện lãnh đạo quân sự và chính trị các nước. Sau diễu binh, lãnh đạo các nước sẽ cùng đặt hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong vườn Alexandrovsky bên cạnh tường thành Điện Kremlin. Theo thông tin từ báo tin tức, được có mặt trên quảng trường đỏ trực tiếp xem diễu binh là một vinh dự không phải ai cũng có được. Chỉ khoảng 2.000 giấy mời được phát đến tận tay các cựu chiến binh, lãnh đạo hoặc các nhà ngoại giao các nước. Theo số liệu của Ủy ban Duma Quốc gia Nga về phát triển xã hội dân sự, cho đến nay chỉ còn khoảng trên 12.000 người tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại còn sống. Năm 2024, cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử không được tổ chức vì lý do an ninh. Song hoạt động này vẫn được tiến hành ở nhiều hình thức khác như đăng ảnh người thân là người tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại trên mạng, trên các màn hình công cộng, dán trên các phương tiện giao thông. Trước đó hôm 6 tháng 5, Nga đã phát động chiến dịch bức thư chiến thắng trên toàn nước Nga trong loạt hoạt động kỷ niệm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc 1941-1945. Tổ chức xã hội tình nguyện viên của chiến thắng kêu gọi mọi người Nga viết những bức thư bày tỏ lòng biết ơn, gửi những lời chúc ấm áp đến các cựu chiến binh của chiến tranh vệ quốc, đội ngũ tình nguyện viên sẽ tập hợp lại và chuyển đến tận tay các cựu chiến binh trước ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5. Giám đốc tổ chức trên, bà Anastasia Ryabova cho biết chiến dịch muốn tạo điều kiện cho mỗi người được trực tiếp nói lời cảm ơn với các anh hùng bảo vệ tổ quốc và cam kết tất cả các bức thư, kể cả từ nước ngoài sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!